Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới khu vực tỉnh Long An sẽ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, theo dự báo trên địa bàn tỉnh, đêm nay không mưa, sáng sớm có nơi sẽ có sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm thì trời se lạnh, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 24 độ. Độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Về tình hình thủy văn theo dự báo, mực nước lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chạp âm lịch. Dự báo chiều ngày mai 26 tháng 1, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 1,43m, tại trạm Bến Lức là 1,52m, tại trạm Mộc Quá là 0,90m. Trong ngày thì sẽ có 2 lần xuất hiện với khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ. Riêng tại Mộc Quá thì đỉnh triều sẽ xuất hiện vào lúc 9 giờ cho đến 11 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, độ mặn các sông lên theo triều. Dự báo ngày mai 26 tháng 1, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ, cách cửa sông khoảng 20 km, độ mặn đo được là 13,1 gram trên lít. Còn tại trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông, cách cửa sông khoảng 67 km, độ mặn đo được là 2,4 gram trên lít. Tại trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 0,8 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 54 km ở sông Dầm Cỏ Tây thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Hơn 57 km ở sông Dầm Cỏ Đông thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước và xã Tân Bình, huyện Tân Trụ. Ranh giới độ mặn 1 gram trên lít cũng xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 67 km ở sông Dầm Cỏ Tây thuộc xã Bình Quế, huyện Châu Thành, xã Bình Thịnh, huyện Tân Trụ. Hơn 73 km ở sông Dầm Cỏ Đông thuộc xã Lương Hòa, Thạnh Hòa, huyện Bến Lức. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo, khu vực này đêm nay không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm thì trời se lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 21 cho đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo khu vực này sáng sớm thì sẽ có nơi có sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời se lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 22 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.